shopadnvl.com, shop bán ạt giá rẻ uy tín, bán tất cả các loại ạt, nạp cạc, thẻ cào và có những vòng quay may mắn để mà quay thứ vận may của mình. shopadnvl.com. Mày con xuống đi túi vậy chứ. Ở đây cũng đi, mới là lương không? Cho ai đánh anh cũng đánh mà anh hối vậy. Trời ơi. Quậy gì nữa, tôi nữa sao này? Quậy cái tưởng chứ làm gì là mất hồn mày. Đang tìm ở số, có số chơi riêng nào đẹp không? Mày quay gì đấy? Mày quay giùm anh có màn trôi hay lắm. Trôi gì? Trôi lên, bữa nay anh to lớn luôn. Im đi, trôi nhảy ra trước rồi nói, đi. Anh không rồi, trôi nhảy ra. Đi. Đi, anh ra đây, đi. Tôi nhìn sao tôi sao im mệt, nó to lắm biết đó, nó đâu đi hả, nhảy lên. Tôi nhảy bây giờ đúng hả? Bữa giờ anh tèn lên quá rồi, anh tèn lên quá, anh đừng mấy giờ to lớn là cho cái gì vậy? Anh cho lên luôn em. Anh cho anh nha. hay là nói nhận lương rồi anh dặn em đi. Mày đập cái máy vi tính nó luôn. Nó cho game luôn, nó không chịu làm, cũng nó okay. Em lên cứu nó mấy, cứu nó, em kiếm nó mấy, trời mày đúng cầm mấy xuống. Anh này anh nổ cho dám đập mày tính lên mày điên sao mày. Dạ giờ em quay giùm anh đúng không? Mày quay giùm có gì anh chịu nhăn. Đâu đi chọn gì. Đi chào cái vậy. Xuống làm. Biết trước sẽ đâu em mà, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua. Buồn nơi đau hơn, dày vò cô đơn. Mà sao được không? Chứ bị điên sao này? Mày đang nghĩ chơi game luôn hay sao? Ôi trời, đủ mới làm gì mấy tên vậy? Ai muốn chơi game? Cho em có đủ tất tiền anh không? Cũng mày đủ gì? Ai muốn chơi game chịu làm đến chịu? Quay lại mày với mày. Tập luôn. Chứ đủ mày nãy từ nói tao luôn sợ mày. Giọt nước mắt cũng đã tắm mất đôi bờ vai bé xinh. Hỡi người ơi em có... Thôi em không nghĩ anh đập luôn á. Này, em bê phim em không biết gì hết nha. Em là thầy bê phim á, em không biết gì hết á. Anh nói giỡn nhà anh đập thiệt ấy. Em đang cho bèn chịu vô. Chịu gì? Em bê phim anh biết, em bê phim bây giờ anh biết chịu gì. Tao chạy mày điên sao vậy? Tự nhiên tao chơi này sao vậy này? Cái gì cũng vừa phải thôi chứ này. Tao cho kia tao đụng chạm mày tới tiền bạc trong cung mẹ mày không? Chứ anh hai chứ, tao không biết gì nha, ông anh hai cho tao phim không mày, tao không có làm gì đâu. Đừng có mày quay mày. Đừng để tao thấy, tao đập cho mày đăng hình. Hẹn thu ổ chuột, khi tao tới thì nó không yên mình. Còn hổn người á. Anh hai. Mày làm gì vậy mày? Anh hai, tao không biết gì hết á, không biết. Đâu đây anh hai, tự nhiên con mẹ tụi tao trâu thì bé tụi tao chịu. Mẹ tụi tao trâu thì bé thì bé tụi tao chịu. Đéo và đéo. Ok xong. Cái gì nữa? Ai chứ? Tụi em tụi bay rủ tao điên sao vậy? Mày còn ở đâu mới tính nữa mày? Con dậm mày sai hả? Đủ mày. Lên tao không biết nhau lên. Anh hai kêu tao quay không mày? Ủa mẹ mày rủ hồi lên. À rủ nữa. Mày điên mày rủ sao? Thì em đập mới quay không? Đập đi. Điên không? Mày đập đi. Giờ sao vậy? Thiếp. Tự nhiên ai đập gì? Điên ai đơn? Mẹ chụp mày tao mất phát lương giờ mẹ mày tính mua tao mấy món đúng không? Đúng rồi. Tao phải mua món. Ủa mày. Người điên nha anh hai. Đây này anh hai được cái máy quay tao. Anh kêu quay phim giùm anh đi. Ông tao lớn nào ông đập tao không biết cái gì một cái gì hết đó. Cái mỏ mà sao mà giờ mà còn cái nữa mà rú tao một cái con cái mày. Có trai đúng không? Trời gì? Trời lên bữa nay anh to lớn luôn. Im đi, trời nhìn ra trước cái nói đi. Mày tao cái lẽ thật bây giờ tao đi biết cái gì mà quên tiền mờ thế nào. Có thể cứ làm bằng đòn tiền xong.
cuộc sống bây giờ là thế, tất cả sống là vì đồng tiền. Nếu bạn có danh có tiếng nhưng không có tiền thì không có quyền. Đồng tiền là cái đi trước, nó mang cho bạn cả tương lai. Đằng... anh hai, anh mà nghe thì hả? Máy quay của anh này. Cầm máy quay đi. Ai biết nữa đâu. Ủng vọng quay. Giờ mày tao mày không chịu đền đúng không? Đền gì? Tao giờ mày viêm mày lái mình chốt ngày mà không chịu đền. Mày viêm gì? Đó. Giờ có đền không? Giờ tao nói có đền không? Anh em làm ngồi đây đủ anh. Đền ai kêu tao quay mày đi. Có mày không có làm. Mày đâu cái dữ mày. Ai biết mày ngu. Giờ sao? Giờ có quay lại đầu đền tiền cho tao hai tiền ác con này. Ủa tao đâu mà đền? Anh em Mỹ giờ đỡ mấy tấm tôi đang cao nghiêm tôi có ăn nướng gì đó tiền anh chém của tụi nó đâu? Mà tụi nó làm vậy cũng nghĩ trời ơi. Ông trời ơi, mới biết em qua ông trời ơi. Ở này chỉ có làm chịu khó cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nha, ăn cướp. Bây giờ tao nói mày đi, ai đập? Anh ai đập? Anh ai đền? Quá chuẩn luôn. Mà tại sao tụi bay lên quay? Tao quay phim tao không làm đâu. Hầu giờ anh nói em mày, hầu giờ anh có ngửi màn trời không? Sao nghĩ? Không. Đúng rồi, anh ai mà đều anh cứ quay gương trước này cái đầu. Nhưng mà đây bây giờ ai nghĩ nó không quan trọng, ai đập? Ai đập? Mày đâu có đập là mày. Tao đâu có, tao quay phim, tao quay phim của tao. Mà chính lẽ bây giờ tao đúng không? Tao nói này, tao giờ nói này, chính lẽ ra đường tai nạn, đầu quay tao ăn cầm điện thoại tao quay cái hình đó qua tầm cái ầm vậy tao chịu ấy. Mày điên hay sao vậy? Cái đó là không tính nhưng mà ở đây là cái gì? Không có tính gì hết. Mày nghĩ tụi mày cầm máy quay. Giờ tao nói này, tiếp phút đầu bữa cái chi mày hư. Hàng bữa mày tụi tao cũng góp tiền đền cho mày, mày cứ nhớ không? Nhưng mà nó cho điều. Ở đây có mình anh hai này, tao có làm con mẹ đâu. Mày cho có bữa đó mày không cho, có bữa đó là tao rủ anh em mà đâu có quen nó quay phim mày cũng lụm tiền đấy. Mày lụm tiền không? Nó nói là... mày với tao lụm quen mày. Nó nói lãnh lương nó tao luôn. Mày dùng thế này. Anh hai cứ tao đi mày. Cứ tao đi mày. Mày anh hai đâu có nghĩ đi tụi đâu. Xạo chó, xạo chó. Mày nhớ vui mày đúng rồi. Mày hiểu không? Đúng không? Mày không giờ tụi mày chơi chung tao. Giờ đền chung với hối nhỉ. Mày hiểu không? Anh hai lại lại ngồi tạc cực ra đâu cho buồn. Này giờ lỡ đập anh hai đem lên tiệm sửa cho nó đi. Đâu có không dài mà chưa chứa. Chứa này để nó không chào cho kìm. Đâu dám chứa tiệm đành ra đây. Mày cái đó chung chứ đâu có bé thằng cháu biết mình rồi mày. Cái gì ba thằng nữa? Mày làm gì? Ai cháu mà bé thằng cháu? Cái đều mày. Mày cháu ai? Mày cái cháu không? Không. Tao cũng không. Mày không nữa chứ mày bày cái đều tụi bay đâu, mày đều bay nghĩ gì mà bay lên đập màn hình mày tính tao cái tài sản của nổ mày xuống mày tao rõ đi. Tao đâu ngu tao mất mày tao đập mày tao ra phải không? Tao đâu ngu tao mất mày tao đập mày tao ra phải không? Mày thích bật camera nhà lại coi. Thì tao lúc mà tao thấy này đập đầu nhưng mà tụi bay thì bật camera lại coi không đâu. Tao nữa chứ mày điên sao tự xuống đập cái mấy tính đó. Chớ mẹ chớ mày xuống mày tao mà kêu đi lên tao thì tao này ăn sao hết. Nó đi ra quấn nó được đâu quấn này giờ tao nói bây giờ không có cãi nhau đâu mất rồi anh em nó cái giờ mới tính tao lỡ bớ cũng bớ đâu đi mẹ triệu nước triệu bao nhiêu đúng đầu anh ăn rồi đi giờ đừng có làm vòng tao được đền được phối hợp ba thằng tao được đền đụng với mày cái đền không đền với mày đền tiền tiêu có 1.000 hết cho mày đền tao mới bắt luôn mày hồi sáng mà đừng mày không có cái mùi á theo sáng chưa đủ chứ con mẹ đi đưa chi ba tiền mày mày nói câu đó sao được mày phát lương nhưng mà cái tiền nào nó ra cái tiền đó đúng đâu tiền lương tụi tao đủ cực nhọc làm tự nhiên xuống ổng phép bắt tao đền là sao sao đúng rồi mày thấy được không mày làm chung đúng rồi tao nói 1 triệu của tao là không là cái gì đó tao nói đời đây cái này làm mày tao tung mày mày nói lẹ mày tung cái gì tụi giờ không có bên 200 ngàn không có nói nhiều không gì tao chạy đi đủ á đủ cái tiệm tùm mất tiền đó là cái tiền tụi em đủ mất luôn xong em làm mà tự nhiên nói vậy sao được đủ cái tiền không nhưng mà anh ai đập này mau sao chúng anh đập anh ai chấp nhận đền còn nó cầm mày quỳ nó bị này luôn em hiểu không đèo tiền đấy em, cái lương đó là cái lương của em làm báo công đi làm còn cái tiền này em cúp cho anh hai tao còn anh chấp nhận trẻ nó thế sao mà tự nhiên công cho mượn chạy đi có tiền gì Cái đụng mày mày tiền mà tao đậu cái đậu mà tiền anh em tao mà chính ngày tao chung mày nè mày đưa tao mượn 1 triệu đâu đưa tao đậu tao mày cứ đưa tao mượn 1 triệu đâu đây này mượn 1 triệu đâu mượn tao mượn 1 triệu đi mày đem chạy thôi mày đưa tao mượn 2 triệu luôn ơi 2 triệu luôn á đậu á chuẩn bị lên tên ngầu tính toán vậy tự nhiên màn hình tao đậu mày tao với tao đâu đồ bao sao bị biêu lên hồi nay 1 triệu rớn cái dấu chạy gì đừng chơi mà đưa tao cái gai cho mày thế này tao gì giờ tao nào làm nói đồ này vậy giờ mẹ vậy cho nhanh anh hai làm ra rồi mày đó anh làm mà đủ em đã là em dưng phúc để góp cho anh rồi mày trang nhận lương cái gì đưa bà già mà cứ vợ mà cho vậy bây giờ anh biết 200 ngàn không đủ em biết em anh sáng rồi một tuần không ê tao thì cái đó là mọi sáng xuống rồi mất 20 đồng tao biết chịu luôn anh em hai cửa đó nghe sao mà tao mắc cười quá có thật tụi mày coi tao là anh em không
hay chỉ coi tao là cái mỏ tiền cho tụi mày đào. Tự nhiên mày sang xuống nó hai đứa mày. Mày cho tao làm sao? Anh Trần, mày cho mày bắt mình tao làm sao? Tôi sẽ là ai bắt mình anh Trần? Ờ, thì các bạn, qua dân mạng coi cái này, giờ ba tụi nó thông đồng xong, giờ cho đập, giờ cũng màn hình của tôi. Quá này, quá này, quá này, quá này, quá này. Tao nói rồi, không liên quan gì mày. Giờ tao nói không liên quan. Mày có biết gì số bây giờ tụi tao làm đâu giờ, mà giờ mà giờ mà giờ mấy thằng cái đều cho kia mà là mấy thằng cái đều úm mưa giờ là tao nói nghe này giờ hồi nãy là anh hai rủ bay trôi hay là sao nga rủ tao với ông giờ tao có nghĩ mày trôi không ông là cái đều tao nó ngu như bò mà tao biết gì sao nga rủ tao với ông giờ tao có nghĩ mày trôi không ông là cái đều tao nó ngu như bò mà tao biết gì sao ông là cái đều tao nó ngu như bò mà tao biết gì sao giờ ra đường xe tông tác não cái tao thở luôn tao đeo thấy mặt mày luôn á là cái clip quá tao kêu ra đường xì tông tắc não mà thấy mày nếu mày mày là mày chết nó bút ủa anh ai đương nói cùng một quẻ này ẩu mày chết rồi còn thấy mày tao hả mày thở vậy không phải mẹ mày thấy ông tao chưa mày thấy ông thở chưa mấy cái đồng bạc mà anh đừng có thở nó tấp mấy con em nữa tốn tiền thêm tao nói mày nha tao nói mày nha mày đưa tiền tao 200 ngàn nữa tao đang to nha cùng với tao đền cho mày tao nhìn ánh sáng một tuần cũng được sao tao đúng rồi mẹ nhưng mà không phải tao làm tao tức chứ anh đừng có nói cái câu đó đồ mình nhiều khi anh chết nữa em sẽ tốn tiền mua chuối mua nhang nữa chứ không phải mua miếng đồ cũng vậy cái điều này cái con ai anh cầm mi anh đâu quay tao không có đồ đâu tụi bây đồ đi bây giờ quay phim tụi nó hồi giờ anh ai không chưa anh mà thấy anh trao không đúng tụi nó tao đâu chẳng kia có mấy anh đồn 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 quyền em không quyền chứ đâu quyền miếp chứ nè cái mau mau kỹ em quyền quyền miếp này ấy là anh ai nè em thấy anh ngu thiệt giờ đồn nói anh em làm chung mày mày góp chứ không đó góp vậy thì sao kêu chứ con mẹ đi giờ lấy tiền mặt đâu đưa mẹ tự nhiên mày nấu ăn tiền mặt rồi đi sao vậy sao đâu nấu ăn này đưa tiền mặt vậy sao sáng chứ con mẹ đi mẹ đổ cái phép tính tôi rồi bây giờ quay phim bắt tôi đầu quay phim nãy giờ dài tôi bây giờ luôn tao điên dữ bay gì mẹ đổ phỏng mày giờ sao mày gì đưa tiền mày giờ đó đừng bắt cầu em thêm nhận đâu á sao đổ cái đền tao sao đây quay mẹ đi mình cứ làm đâu biết đền nè đầu có 200 em tem rồi không nói nhiều đưa thêm 400 nữa đi anh đụng em biết tiền trả lấy mít đi sao vậy má điêu nhiêu bốn trăm bảy 400 thâu thâu không có vụ cái đó đâu được đâu phút nào tiền tay má tao xem rồi cứ lên đó rồi tôi dài nè cái lúc nào cũng tôi đó mày tin tao làm biết mày không chịu mày chạy cái phút gì đủ rồi mày anh đang gửi lên coi cho anh em mình em vậy đây anh đòi làm 900 mày thằng phút 500 mày thằng trước 400 tao có 2 tỷ mày đưa mày đáng 1 triệu tao đâu nổi vậy tao cảm ơn em chịu đưa 400 lại đâu được đâu mày 500 nó 2 tỷ tao 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 đủ này mày quen nhiều con mày chịu mày nghe mà có bị ngu vậy đúng không em có ngu không mày con với mày ngu đi mày ngu sao tự bác em đòi ra chuyện vậy giờ sao đi tức đây em đưa anh bé em này ngon rồi mày chờ gái em chị bé chị xem đủ cái tiền đó tao em không có tiền tự nhiên nói cái câu đó dư mày cái nào đi anh nói tiền 200 ngàn nó không có to đúng đâu nhưng mà từ đâu có làm đâu biết rồi mai dịp mẹ chứ đưa lại 200 nữa dịp mẹ này tôi ba chẳng chẳng đồ ông này cũng mấy đêm được đâu mấy tôi nhà kia bỏ tao tiền đủ mà nghĩ nghe cái đầu anh tự nhiên sao anh đừng có rủ em trôi nữa nha tự cho màn hình tôi đọc là cái màn hình tính nhà đấy có tiền mua chứ cái mày bỏ gì vậy nhìn vậy cái chuyện đó giờ chị làm gì nữa bỏ cái chuyện mày... chuyện giải quyết của anh em tụi bay rồi tụi bay đập cái làm như tao đập nè bay bỏ gì vậy tụi bay mày kêu tụi bay là ai đập mày thấy ai đập cái gì vậy mày thấy ai đập ý tao chung á tao chung cái gì mày không quay mà mày làm mồi đúng vậy giờ đâu mày cho tao có bất cái gì tao đem mà đòi nữa ừ thì cái hầu giờ lấy chẳng mất cái tao chịu không cái động phộng mày hầu giờ mày bớ gì mà tao làm cho không đền mày nó nói được nị ra cho nó bỏ luôn nè đền này nè đền không nè nè dán tờ em chị về như ở đây nhớ gì mà đi đâu vậy về ở đây chị ngỏ mất tiền đánh quá làm gì tất lương chưa nó đi nhậu là mà chứ giờ đâu vậy giờ mày đúng rồi đã tới nãy giờ cái tiền đó là tiền tao mày một ngày là bao nhiêu mà giờ mất 2 tỷ nhậu đi rồi nhậu tao giờ anh trẻ 2 tỷ tao em chị nè giờ giá tiền về nãy ngay quá bố thấy luôn trẻ mày nè mày là tức chứ không bố thấy rồi bố thấy luôn Dạ, yeah. Đã gì cầm đi. Mấy bùi. Cầm đi cái gì? Cầm đi. Cầm đi. Tao giỡn á, để tao giỡn á, mọi người nó giống kìa. Đi ngay vậy. Sao? Bên này phối hợp để mà trôi thành mà hai thằng Thiết với thằng Phúc để cho nó khôi bao cái tính mà nó đưa thường đưa anh hai dùng mấy cái thớ mà đó nó môi tiền anh hai nhớ không? Đấy hôm nay em sẽ tạo một clip đây là cho nó biết là không bao giờ mà bao cái tật mà lừa tiền phải đòn cho bằng kem chúc anh hai phải phối hợp với em nha. Phải là không lấy cái không đòn tiền không đòn tiền cho hàng đó nó biết. Là mày á. Tao nói mày, tao chưa mặc sức chào mày. Cái này em chưa thấy. Mày chưa lên mạng cho tao thử em mày. Hai mày đi ngoài lên lấy tiền mày nãy giờ tao đã nói mày vừa lấy tiền mày đâu. Mày nói tao không tiền nữa. Anh kính chào em tao. Anh kính chào.
mình không chơi là mình ngu. Có mấy trăm ngàn đúng không? Đúng mình ra xã hội mình sống nha. Còn tao bây giờ mình trăm triệu con tiếc. Anh kia mình nói này, bây giờ mình ra xã hội mình sống á. Cái lẽ bây giờ người ta động mình đúng người ta sai triệu tiếc luôn. Mình chỉ muốn là 300 ngàn. Đi nhà nó có là triệu cho mấy tao uống tiền tiền của gái á. Mà cho cái đó ăn uống này mình phải chấp nhận đúng không? Đúng không? Mình phải chấp nhận. Cái câu người ta nói là chịu chi em nó mới chịu đèn chứ. Cái đâu? Cái gì nó nói đây? Quen con bồ chẳng hay uống nước mía dương vậy bánh ăn trộn con nào cho trời. Đúng không? Đúng rồi, đúng. Trước, đúng. Hả? Nó nói vậy đúng không? Không, không. Đó là nó còn sai hả? Nhiều khi hậu trước mày cỡ tao đụng mày. Thì mình nói được cùng chuyện mà chưa? Thôi các bạn, nói chung mình có thúc clip này hôm nay mình giả mồm mình trôi với anh em đâu. Đợi trời rồi.